ok và trong video này thì chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta vẽ đường xu hướng nghe thì có vẻ hay đó nhưng mà câu hỏi để làm gì câu hỏi là vẽ xong để làm cái gì mới được có phải ý nghĩa của nó là à, khi mà chúng ta xác định được một xu hướng chúng ta vẽ được đường xu hướng vậy thì đây là biểu thị cho một đường xu hướng có nghĩa là giá sẽ tiến về đường xu hướng này và nó sẽ từ đường xu hướng này nó bật xuống tiếp tục hay không chúng ta có nên hiểu như vậy không và sự thật có phải là như vậy hay không Vậy thì nếu mà ai đang suy nghĩ như thế này Thì hãy bỏ ngay suy nghĩ này nha Lập tức bỏ ngay suy, suy nghĩ này Vì ý nghĩa của việc sử dụng đường xu hướng Không phải là để cho thị trường Cứ di chuyển về đường xu hướng Là nó sẽ tuân theo cái đường xu hướng Mà bạn vẽ đâu Vậy nên bạn không nên tiếp cận Với thị trường theo kiểu đó nha Thị trường nó muốn làm gì Thì nó cứ việc nó làm thôi Chứ nó không có nghĩa vụ Nó phải làm những gì mà bạn muốn nó làm khác biệt hoàn toàn và những người làm nên cái với sau là những người móm rất là nhiều móm là cái từ mà tôi hay đùa là tức là là, là là là, thất bại là fail ấy là là thua ấy các bạn hiểu như vậy ok vậy thì khi nói đến ý nghĩa của việc đường vẽ đường xu hướng bạn phải hiểu như sau đường xu hướng là một cái đường nó vẽ nên xu hướng vậy thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là có một xu hướng tồn tại vậy thì khi có xu hướng tồn tại chúng ta đi tiến hành vẽ cái xu hướng đó tức là chúng ta đang có hành động đánh dấu cái xu hướng hiện tại của thị trường thôi và chúng ta đánh dấu lại à đây là một xu hướng giảm của thị trường chúng ta chỉ đánh dấu nó thôi chúng ta biểu thị rằng đây là một xu hướng chứ chúng ta, ta không sử dụng cái đường xu hướng như là một cái công cụ tiên tri là tiên tri rằng thị trường sẽ phải hồi lại đường xu hướng rồi tiếp tục di chuyển chúng ta không làm điều này mà nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó chính là đánh dấu xu hướng hiện tại của thị trường đó chính là ý nghĩa của việc vẽ đường xu hướng nhưng không phải vì ý nghĩa đơn giản này mà làm cho nó kém phần giá trị đi nhé còn giá trị như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục được học ở những phần sau